Văn Toàn gia nhập câu lạc bộ Hàn Quốc sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi kết thúc hợp đồng với đội bóng Phố Núi, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn quyết định thực hiện giấc mơ xuất ngoại. Điểm đến của tiền đạo người Hải Dương được xác định là câu lạc bộ Seoul Eland của giải hạng nhì Hàn Quốc, K-League 2. Theo tìm hiểu của bóng đá 24 giờ, Văn Toàn đã đạt thỏa thuận sơ bộ với một đội bóng Hàn Quốc và sẽ gia nhập đội Seoul Eland theo dạng chuyển nhượng tự do. Hai bên tiến hành ký hợp đồng trong thời gian sớm nhất nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2023. Văn Toàn hiện đang học thêm tiếng Hàn Quốc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, anh cũng học thêm từ điển bóng đá Việt-Hàn để có thêm từ ngữ chuyên môn. Đặc biệt, Seoul Eland còn đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Chung-kyun, người từng dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội trong quãng thời gian tháng 4 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Vị chiến lược gia này từng xem Văn Toàn thi đấu và hiểu rõ năng lực của cầu thủ này. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.